Hello anh em, chào tất cả anh em của BN Gaming cũng như tất cả anh em trong group nha. Hôm nay mình cập nhật một chút về lỗi đấu trường chân lý mobile mà một số anh em thắc mắc. Anh em nào quan tâm đến tốc chiến cũng như đấu trường chân lý mobile thì có thể tham gia vào group. Link group của mình để dưới phần mô tả nhé. Anh em vào đó có thể giao lưu với nhau. Như vậy, đấu trường chân lý mobile đã ra mắt được gần một tuần. Và tới thời điểm hiện tại thì nhiều game thủ đã tận hưởng trọn vẹn cảm giác nhân phẩm cao thấp trong tựa game này. Tuy nhiên, cũng có nhiều người chơi chưa thể một lần chạm tay vào đấu trường chân lý mobile. Vì dù ra mắt sớm, song Riot Game đã có những yêu cầu không hề nhỏ đối với người chơi nếu muốn trải nghiệm tựa game này trên chính chiếc điện thoại của mình. Trong số đó, game thủ Android là những người gặp nhiều vấn đề hơn. Dù việc tìm cách tải đấu trường chân lý mobile trên nền tảng này tương đối dễ dàng và nhiều nguồn hơn so với đồng nghiệp iOS, nhưng game thủ Android lại gặp một lỗi tương đối nan giải. Và trong video lần trước, mình cũng đã hướng dẫn anh em cách sửa một số lỗi trên cả Android và iOS. Nhưng trong số lỗi đó có những lỗi không thể khắc phục được, đó chính là lỗi phân tích cú pháp. Tức là người dùng Android không thể cài đặt được đấu trường chân lý mobile. Nguyên nhân của vấn đề này là do Riot Game đã phát triển đấu trường chân lý mobile yêu cầu chạy trên chip 64 bit. Vấn đề này mình cũng đã nói trong cái video lần trước. Và những dòng điện thoại không thỏa mãn được yêu cầu này sẽ không thể cài được file APK dù tải nguồn nào đi nữa chăng nữa, thậm chí là cài tap tap. Và do lượng người chơi dòng điện thoại 32 bit vẫn còn khá nhiều nên đông đảo game thủ đều có chung một thắc mắc là liệu Riot có tung ra một phiên bản dành cho những dòng điện thoại này hay không. Thì những câu hỏi này trên group mình hiện tại rất là đông nên mình làm này để giải đáp cho anh em. Đáng tiếc là câu trả lời là không, mà thậm chí là không bao giờ. Do từ tháng 8 năm 2019, Google đã yêu cầu các nhà phát triển khi thêm ứng dụng của mình vào kho tải này bắt buộc phải có phiên bản 64 bit. Nan giải hơn nữa là từ tháng 8 năm 2021 thì Google sẽ xóa những ứng dụng 32 bit, chính thức chấm dứt kỳ nguyên này. Trước đó, Apple cũng đã chuẩn hóa 64 bit trên mọi ứng dụng được đăng lên kho tải App Store, đồng thời xóa bỏ hoàn toàn ứng dụng 32 bit kể từ iOS 13. Thậm chí nếu điện thoại Android của người chơi sử dụng chip 64 bit nhưng cài hệ điều hành 32 bit cũng không thể cài đặt được đấu trường chân lý mobile. Anh em lưu ý, ai đang sử dụng 64 bit cũng lưu ý chỗ này giúp mình. Chip 64 bit mà cài hệ điều hành 32 bit thì cũng sẽ bị trường hợp tương tự. Như vậy, game thủ đã có đáp án cho lỗi phân tích cú pháp của đấu trường chân lý mobile. Đây cũng là nguyên nhân cho những lỗi liên quan đến chip 32 bit mà mình đã nhắc trong video lần trước. 99% trong tương lai, Riot Games sẽ không tung ra một phiên bản nào cho những dòng điện thoại này. Vì vậy, để giải quyết ổn thỏa, người chơi buộc phải nâng cấp smartphone của mình. Đây là điều sớm muộn cũng phải thực hiện vì trong tương lai gần sẽ không xuất hiện ứng dụng 32 bit trên mọi dòng điện thoại thông minh nữa. Đấu trường chân lý mobile tuy không phải là kẻ khởi đầu cho trào lưu này, nhưng nhiều khả năng sẽ tạo nên một bước ngoặt cho cách mạng smartphone của người chơi. Và với thông tin này, có thể sẽ một số anh em hơi thất vọng, nhưng như vậy anh em sẽ không phải mong chờ những thay đổi đặc biệt trong lần ra mắt sắp tới và biết sẽ phải làm gì để có thể trải nghiệm tựa game này. Chỉ còn một cách duy nhất là nâng cấp lên thôi anh em. Và đó cũng là những thông tin mới nhất mình cập nhật đến anh em. Mọi thắc mắc và góp ý anh em để lại dưới comment hoặc đăng vào group, link ở phần mô tả. Đừng quên ủng hộ mình bằng một like và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ tốc chiến và đấu trường chân lý mobile nhé. Tạm biệt anh em.